làng giải trí Hollywood hiện đang dồn mọi sự quan tâm và để ý tới drama Lai Jenner và giết cốt chia tay nhau sau 2 năm gắn bó. Trong một dòng quyết mới mà Kyla chia sẻ, cô cho rằng mạng xã hội đã thổi phồng dược mức căng đăng này của bản thân mình, tôi và Travis vẫn ổn, sự quan tâm của số chúng tôi đều đạt vào nhỏ xíu Tommy. Tình bạn và phụ nữ của hai số chúng tôi mới là việc ưu tiên hàng đầu. Việc dùng từ tình bạn khi mô tả mối quan hệ của bản thân mình với người tình được cho là động thái ngấm ngầm thừa nhận cả hai đường ai nấy đi. Tuy nhiên, trong một tình tiết khác, Netizen đã luồn ra bằng được những cụ thể và nhân vật đáng ngờ chen vào chuyện tình của tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới. Theo đó, Dung Quy Châu Tinh thật là Rojenka, được cho là Tiểu Tam. Thực ra trước đây, Dung Quy Châu được đồn thổi là có mối quan hệ mập mờ với Ra Bơ Ra giết cốt suốt 6 năm qua và thực chất, Ra giết luôn luôn coi cô là người phụ nữ số 1, còn Ki Lai chỉ là vô chơi qua đường. Đã có tương đối nhiều chứng cứ chỉ ra rằng Ra giết cắm sừng Ki Lai. Bắt đầu từ các dịp Dung Quy Châu từng đăng ảnh với mục đích khoa dòng một ngồn ngộn trên Instagram nhưng vô tình để lộ một đôi giày màu xanh lá cây khả nghi đôi giày này khá giống với đôi mà tra Giết từng đi mà cánh phóng viên báo chí chụp lại được. Ngày 28 tháng 7, tra Giết đăng ảnh anh cùng một người bạn xuất hiện tại một sòng bạc casino với rất nhiều máy chơi bạc tại đây. Một tuần sau đó, Dung Quy Trâu bất thần đăng một tấm ảnh tạo vẽ tại một vị trí được cho là chính sòng bạc này. Nhiều người co rằng Dung Quy Trâu nỗ lực phân tán sự để ý để tránh bị trùng hợp đây có lẽ rằng không phải là việc trùng hợp giữa trung tâm của hai con người. Dung Quy Châu từng đăng một tấm hình thả dáng trên giường với lối ăn mặc hở hang, khoa kéo đóng đồ trang sức quý trên tay gồm nhẫn, đồng hồ thời trang đắt tiền cùng lời nhắn mang ý nghĩa thử thách, hãy nói với bố của đứa trẻ là tôi cảm ơn nhé. Đây được cho là lời tuyên chiến của Dung Quy Châu với hốt di số 1 Hollywood Kyla Jenner. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà Dung Quy Châu sửa dòng nhắn thành, đó chỉ là lời bài hát mà thôi. Cặp đôi từng được cho là bí mật gặp mặt nhau tại khu trực tuyết. Dung Quy Châu không kéo đăng ảnh tại chính vị trí này sau thời điểm đã chắc chắn ra viết đã đăng. Trong một tình tiết khác, Dung Quy Châu còn tham gia vào buổi tiệc sinh nhật ra viết vào thời điểm tháng 4 do K lai tổ chức. Điều này khiến cho dân tình cảm thấy khó hiểu về mối quan hệ của cả ba, khi Kỳ Lai dường như biết rõ ràng Dung Quy Trâu là người tình tinh đồn thổi của Tra Giết. Dung Quy Trâu tỏ ra không phải lo ngại ngần buông lời thử thách tới Kỳ Lai. Rất nhiều netizen đã chụp lại được hình ảnh từ Instagram to ghi Dung Quy Trâu tiết lộ, Kỳ Lai chặn rồi bỏ chặn tài khoản của cô rất nhiều lần cùng lời bày tỏ không biết tại sao Kỳ Lai lại làm như vậy trở lại vào khoảng thời hạn 2013, tra giết cốt nhiều lần tự sướng một cô nàng cùng những lời út mở tình cảm. Dân tình đều tin tưởng rằng đó đó là Dung Quy Tô. Mối quan hệ của hai người vẫn kéo giãn dài cho tới tận hiện thời và dường như đó đó là lý do khiến cho Kỳ Lai không thể chống chịu nổi đành nói lời chia tay. Hiện tại, Dung Quy Tô đang phải đóng tài khoản Instagram còn Kỳ và Tra Giết giữ im lặng trước loạt minh chứng này đây hiện là drama căng thẳng nhất Hollywood thời điểm hiện tại, thu hút sự quan tâm lớn từ phía netizen. Một vài hình ảnh bút lửa của Dung Quy Tô Nguồn Instagram Daily Mail